liệu có thể phá vỡ một miếng khoai tây bằng tay không hay không. Hôm nay mình đã vô tình xem được clip này, liệu người này có một siêu năng lực chăng hay phép thuật thực sự tồn tại? Nhưng sự thật thì lời giải đáp cho chiêu trò này chính là cổng thun này. Và để làm được trò này thì đầu tiên bạn cần phải cho cổng thun vào cổ tay, sau đó đưa qua khe hở giữa ngón út và ngón áp út, sau đó dòng cổng thun ra sau bàn tay và lấy ngón cái kẹp lại. Và đây là kênh của mình, hiện tại nó có 1.300 người đăng ký nè, mọi người hãy nhanh tay đăng ký ủng hộ mình nha. Và mình đã liên tục luyện tập nhưng mình nhận ra đây không phải là một tuyệt chiêu dễ dàng, lực của cổng thun thì quá ít ỏi, cho nên vị trí đặt miếng khoai tây thực sự rất quan trọng. Miếng khoai tây phải được đặt gần sát lên ngón trỏ thì mới hiệu quả. Và đây là thành quả sau cùng. Đây sẽ là skill giúp cho bạn đỡ tiêu tốn 10 giây cuộc đời cho việc buộc dây giày. Đừng lo, từ từ rồi biết. Đầu tiên, chúng ta phải buộc dây giày như bình thường. Ở phía bên trái, hai ngón tay sẽ lòn ra sau như thế này. Ở bên phải, hai ngón tay sẽ lòn từ trước tới và hai tay sẽ ở trạng thái như thế này. Và sau cùng là tay trái ở phía trên để lấy dây của tay phải và ngược lại. Nhưng tốc độ như vậy vẫn chưa được như mình mong đợi, nên mình đã liên tục luyện tập tháo và buộc, tháo và buộc, cứ thế luyện tập. Và đây là thành quả sau cùng. Hãy nhớ like và đăng ký kênh.